Đây là cái ngã ba Cách Mạng 8 và Sư Lãnh đây. Ở đây là thuộc phường Bến Thành. Thì cô Nhi bán xúc thiên bơ hơn 30 năm ở đây. Và nằm tại số 95 ngay cái tòa nhà Tường Việt. Bên mặt đường Cách Mạng 8. Và mỗi con xúc thiên bơ là giá 15.000. Ngày lễ Tết thì là 20.000. Và bán từ 6 giờ tối tới 1 giờ đêm nha các bạn. Và mỗi phần xúc của cô là kèm cả bánh mì nước sốt và cả rau dưa chua, rất là ngon. Cô Nhi là người gốc Huế mà hình như là mất gốc rồi sao á? Là hết tiếng Huế rồi, giờ còn tiếng Nam không ạ? Năm nào cũng về hết con. Năm nào Tết cũng về quê hết rồi con? Không, mùa hè con mới về. Dạ. Mùa Tết cô bán còn mùa hè cô về. Cúc chiên bơ ở đây bao nhiêu con rồi con? 15. 15 ngàn. Bao nhiêu năm cũng giá vậy thôi con, chỉ có Tết mới lên 20. Dạ. Thế bữa trước con, đợt trước con mua Tết là 20 ngàn á. Một ngày cô bán được khoảng bao nhiêu con cúc chiên bơ này cô? Tao bán ngày mua tòa nhà. Đó, nhà tao này bao căn đó. Mấy tòa cao tầng chung còn nhất là nhà của cô không á. Đâu cái đó còn sống, chiên nó lâu lắm. Sống này. Vô Sài Gòn là được hơn 30 năm rồi hả cô? Hơn 30 năm rồi. Ở với Sài Gòn từ lúc nhỏ là ở chùa luôn. Yeah. Mỗi ngày thì cô bán ở chỗ Cách Mạng 8 với Sư Quảnh từ mấy giờ tới mấy giờ cô Nhi? 6 giờ. Là tới mấy giờ là cô dọn về ạ? 6 giờ. Dạ. Hết sớm thì cô về sớm. Cô Nhi năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô Nhi? 48 rồi. 10 rồi. Vẫn còn xuân dài dài cô ha. 48 rồi, chồng chỉ có 40 thôi. Chồng cô 40 ạ? Vậy là cô là lái máy bay. Vậy chồng cô là phi công lái máy bay. Hằng ngày mình bán ở Sư Quảnh với là Cách Mạng 8 đấy thì nhà mình ở đâu cô? Nhà cô hả? Dạ. Là mình gửi xe đẩy bên đây hả cô Nhi? Đây là cái hỗn hợp mà dầu trộn chung với bơ. Chứ còn mà chiên bơ không thì nó sẽ cháy các bạn à. Em phải có cái dầu pha vào. Và chiên bơ không thì nó cũng không ngon. Chỉ có dầu và pha bơ thì nó cúc với nó thơm. Đó, cô mà cứ bán dần dần là cô chiên dần. Dưới là cái bếp ga mini nè, các bạn thấy đó. Bên đây là lỉnh kỉnh những cái bánh mì ăn kèm với lại cúc chiên bơ, dưa leo. Và những cái lòng mề của ông cúc thì cô làm từng sâu một, là bán một sâu 10.000. Cái này là nước sốt nè cô. Ừ, nước sốt. Sốt là chấm bánh mì đó. Ừ, chấm bánh mì đó. Bạn thấy cái món này nó rất là quen thuộc phải không? Ừ, cúc chiên bơ. Và đây là cái món cúc chiên bơ, cái món ăn rất là quen thuộc tại Sài Gòn. À. Thật ra gọi là cúc chiên bơ nhưng mà bơ là pha vô trong dầu mà bơ rất là nhiều nên là cúc nó sẽ là thơm mùi bơ nha các bạn. Cô Nhi là cứ sau 6 tối là cô Nhi bán ở đây tới khuya khoảng 1-2 giờ đêm. Và hàng ngày là cô Nhi bán là khoảng vài trăm con cúc đó các bạn ạ. Đây là cái dưa chua, còn có đu đủ với lại dưa leo và củ cải trắng cô ngâm để mà ăn cùng với lại cúc chiên bơ cùng với rau răm hoặc là muối chiên ớt chanh. Sốt luôn á. Đưa tôi qua Mỹ luôn đó. Mình bán là hơn 30 năm thì khách quen chắc cũng nhiều cô Di thôi á. Nhiều lắm cơ. Chỉ cần lên mà thấy mặt cô là nó biết rồi đó. Dạ. Yeah. Lên thấy mặt cô là nó biết rồi đó. Cô Nhi rất là vui tính các bạn ạ. Bên này là cúc mình ướp gia vị à cô Nhi? Cái này còn tươi đó con. Cái này là còn cúc tươi, con mới ướp gia vị rồi chưa có chiên sơ. Giờ mình
Cái này là lòng mề hả cô? Lòng mề đó con. Lòng mề khúc đây. Ừ. Mình bán riêng hay sao cô? Bán riêng. 2.000 một bộ. 10.000 cây. Một cây là bao nhiêu bộ lòng mề cô? Cô Nhi bán một mình không ai phụ cô hết là cô? Không. Bữa nào có việc bữa nấy. Rồi tối bán xong rồi ai trở về? Cô phải về. Là xe máy cô dừng phía phía sau đó. Đây cái xe máy cô dừng ở đây. Ngay cái góc ngã ba. Tôi bán với lại cái bạn tám. Đây là 95 95 cách mạng 8. Phường mấy rồi cô à? Phường Bến Thành. Dạ. Thì đối diện bên này là bên kia là công viên Tao Đàn rồi đó. Ngay ngã ba Sư Huyền Ánh là người ta biết cô Nhi đứng là 30 năm hơn rồi. Ngã ba Sư Huyền Ánh á. Thường Việt đó con. Con cái cô Nhi đâu không thấy cô ra phụ cô? Nó đi làm hết con. Thằng làm giám đốc nhà báo. Làm nhà báo hả con? Thằng làm giám đốc nhà báo. Báo đời á. À. Cô vui tính quá. Con đang đi làm rồi. Đi làm cái gì cô à? Nét cơ. Chú rồi sao không thấy ra phụ cô? Chú đi làm khách sạn. Dạ. Làm cho khách sạn hả cô? À. Đó một mình tôi thổi bán mà mưa gió sao cô? Mưa là cô che mưa mà. Là cái dù đâu cô? Ngoài chủ đèn. Ngoài chủ đèn cơ. Đâu xài dù đâu xài bạc cơ mà. Dạ. Xài dù ở đây gió mưa bão cái nó bay hết rồi. Tại đi bình thường là người ta làm luôn cho mình hay là mình về mình phải làm lông thôi đồ cô? Cô làm luôn, chỉ có làm lông là nó làm lông thôi. Đó mà mình gia vị không? Gì có gia vị gì đặc biệt trong này không cô Nhi? Có đầy đủ hết. Đầy đủ gia vị hết. Đầy đủ gia vị là có cái gì cô thử nói được cô? Đường, hạt nêm rồi đủ thứ hết. Nước tương cô đầy đủ. Dạ. Yeah. Nhưng mà người ta nhấu nghề không nói ra được. Mỗi ngày cô Nhi bán được khoảng bao nhiêu con cô Nhi? Nói thật lòng. 200 con á. 200 mấy con. Dạ. Yeah. 200 con. Hên xui nói chung là bán luôn hên xui cho. Dạ. Yeah. Cô hàng ngày là có mấy giờ là cô bắt đầu làm? 8 giờ. 8 giờ là 8 giờ là bắt đầu cô làm rồi. Là người ta giao tận nhà hay là mình đi chợ cô? Người ta giao tới nhà luôn cơ. Dạ. Yeah. Vậy là người làm lông, người ta làm lông hay là mình nhổ lông cô? Mình chỉ có mổ bụng và làm sạch con cút thôi. Rồi ướp gia vị. Rồi ướp gia vị thôi. Còn người ta làm sạch hết. Mấy cái con này là cô chiên sơ trước rồi đúng không cô? Chiên sơ ai giờ là chiên lại thôi. Giờ cô chỉ cần chiên giòn lại bỏ mì cho khách mang về. Đây khách của cô Nhi đây. Cô Nhi rất là vui tính. Tần tảo nữa. Cái này là dưa chua ăn kèm với lại món cút đây hả cô? Ngồi đủ đó còn cái gì không cô à? Cà rốt thôi vậy đó. Cà rốt và củ cải đó, trắng đúng không cô? Ừ, thì mỗi con phần cút là sẽ có một phần dưa chua cùng ít rau răm và một ít muối và tí sốt. Muối với sốt cô để đây nè các bạn. Bếp ga nó bị hư nên cô phải mồi bằng giấy nè các bạn. Lửa lên lại rồi. Mấy ngày cuối tuần cái dịp lễ Tết là có bán được hơn nhiều hơn chứ con? Mấy ngày Tết có bán có ngày nào bán được 500 con cút không cô Nhi? Không, bán cũng vậy thôi nhưng mà đều có cái giá nó hơi cao chút. Tại bình thường là 15 là giá ngày lễ Tết là 20. Tết là 20. Mấy ngày đó làm giúp y chang vậy làm còn đuối nữa. Làm nhiều đuối lắm. Một mình cô làm không nổi hả cô? Mình cô làm rồi. Mình mới người ta làm đâu vừa ý mình đâu. Mình làm gia vị nó vậy rồi, mình mướn người khác vô là gia vị nó khác. Thành mình không có mướn. Mình tự làm cho nó quen phải không? Hồi xưa mới dọn ra thì bao nhiêu con cô? Cách đây khoảng mấy chục năm á. 3 con 10 ngàn. Sau lên giá mình lần
Hồi đó cô đi bán mà mới dọn ra mà ba con 10 ngàn thì lúc đó là có gia đình chưa cô Nhi? Chưa lấy chồng luôn. Ê, yêu rồi. Và vẫn trung thành tới bây giờ là hơn 30 năm rồi. Có còn nhớ là lúc cô bán là bao nhiêu tuổi không cô Nhi? Là trước khi dọn ra là ở nhà mình chiên dần sơ chứ cô? Không, ở đây chiên luôn đó. Đây là chiên luôn, ở nhà có ướp thôi. Ở nhà thì ướp thôi. Một ngày mà bán 200-300 con cũng số lượng cũng khủng đó. Bán vậy là mua nhà lầu cũng đúng rồi chứ. À, mua mấy tòa nhà tòa lớn á, có tường đó. Mua được mấy căn mấy tòa nhà lầu cô? Đang làm sạch cái chảo dầu bơ của con. Đây là cái bơ để lọc những cái cặn khi mình chiên cút ra. Cô Nhi bán con 2 con đi. Từ hồi Tết năm kia giờ mới quay lại cô Nhi á. Có ăn cô rồi hả? Dạ. Ăn lâu chưa? Cách đây 1.5-2 năm rồi cô. Là khách muốn ăn tại chỗ là cô Nhi lấy cái dĩa và chén nước chấm muối, muốn gọi mì thì có luôn, có ớt đầy đủ, dưa chua thì khách sẽ ngồi ở trong cái máy hiên trong kia ăn tại chỗ, rất là thơm ngon. Cô, cái nước chấm này là có gì trong đó cô? Muối tiêu chanh đường đó. Muối tiêu chanh đường thôi. Ừ. Là ăn với lại cút chiên bơ nó ngon hơn hả cô hả? Trời thì hơi tối nhưng mà cút khô là chiên vừa tới nó không có giòn, nó cũng không có dai lắm đâu các bạn. Thơm ngon cực kỳ. Và dưa chua ăn nó ngon hơn. Cút rất là thơm bơ. À, đang ngồi đây ăn đây thì cô Nhi vẫn đang bán cho khách ở ngoài trước. Ba bạn bè ăn trước. Cái mô đó.